trời tối thui mà thấy cảnh vật nó như thế này nó còn ảm đạm hơn nữa. Wow, một dãy luôn nè các anh chị ha, một dãy nhà thôi. Gió mạnh quá thấy sợ quá, cây nó nghiêng kìa. Ui trời ơi, bên này là đất quận 7 thưa các bác anh chị. Đó, dọc theo hai bên. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào quý cô bác anh chị và các bạn. Em hiện tại đang chạy trên con đường Lê Văn Lương, Nhà Bè. Khu vực này là Phước Kiển, Nhà Bè cô bác anh chị. Và đi thẳng một chút nữa là chúng ta ra huyện Văn Linh. Trời Sài Gòn, khu vực Nhà Bè bây giờ đang đổ cơn mưa. Hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 2023 và hiện tại đang là 4 giờ 15 phút. Mưa nãy giờ cũng được 15 phút rồi đó các bác anh chị. Đây là con đường Đào Sư Tích này, về khu vực xã Phước Lộc. Em xin kính chúc quý cô bác anh chị và các bạn có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui, bình an và sức khỏe trong cuộc sống. Sáng dịp em vừa mới ra khỏi nhà gặp cơn mưa, mời cô bác anh chị đi ngắm cảnh trời mưa. Có vẻ như là hết mưa. Nhưng mà cái đám mây này cũng to à, đám mây này cũng đen. Tí nữa sẽ mưa nữa đó. Đây là đường Lê Thị Kỉnh nè cô bác anh chị, qua đường huyện Hữu Thọ nha, chúng ta quẹo phải là qua huyện Hữu Thọ. Sài Gòn mình khu vực Nhà Bè, khu vực phía nam của Sài Gòn. Ngày hôm nay kẹt xe rất là dữ cô bác anh chị. Thường thì sáng sớm lúc nào đi cũng vất vả để mà lội qua được mấy cái cầu như cầu Đạch Đĩa, cầu Kinh Tẻ, cầu Nguyễn Văn Cừ, cầu đó, mấy cái cầu đó đó, nối quận 4, quận 7 rồi với nhau đó, nối Nhà Bè với quận 7 đó. Ngày hôm nay kẹt xe liên tục luôn, mà hồi sáng đây kẹt tới cả tiếng đồng hồ. Sáng nay em không có đưa bé đi học được luôn, tại vì kẹt xe quá đi không được. Trời cũng bất ngờ đổ cơn mưa đó cô bác anh chị. Người dân mình đang làm ăn buôn bán ở đây thì bất ngờ, hơi bất ngờ một chút. Bây giờ cũng 4 giờ mấy, mấy hôm nay thì Sài Gòn bình thường mưa vào buổi chiều ha. Gà nướng muối ớt 130.000 con. Mấy hôm nay thì Sài Gòn mình hay mưa vào buổi chiều, đúng cái giờ mà tan ca rồi đó. Nó gây ra kẹt xe ngập lụt rồi bà con mình bị bọt dắt bơi về. Mấy ngày hôm nay thì cũng đang có triều cường, thủy triều của cô bác anh chị. Chiều chiều ha, tầm khoảng 6-7 giờ á, là bắt đầu có rồi. Một đoạn ở khu vực Nhà Bè này, bây giờ em đi qua phía quận 7 đây. Em chỉnh lại một số cái áo mưa rồi. Trời, bây giờ không lẽ mà em cởi áo mưa ra. Giờ mà cởi áo mưa ra thì cũng rất là hên xui với cô bác anh chị. Nhiều khi vừa mới cởi ra xong rồi mưa ập tới cái nữa, nên thôi chắc là phải mặc áo mưa luôn. Cặp đồ. Khu dân cư Dân An. Khu dân cư Dân An. Nhà Bè này cũng có mấy khu dân cư các bác anh chị.
khu dân cư cụm nhà liền kề mới rồi nhiều lắm. Ví dụ như bên trái của em ở đây có khu dân cư Sadeco Phước Kiện nè, ngay chỗ cây xăng Hiệp Quế. Ngày hôm nay em thấy có một cái siêu thị là King Food, cái màu cam cam em mới đi qua đó. Đây là một cái siêu thị rất là mạnh đó cô bác anh chị. Em thấy khách thưa người ta mua đông lắm nha. Hàng hóa ở đó thì tươi. Dọc theo cái con đường Lê Văn Lương Nhà Bè này thì chỉ có mỗi cái tiệm bánh trung thu này thôi. Đó. Ngày hôm nay thì ở đây người ta chỉ là mua một tặng hai. Tại vì cái khu vực này thì ít bánh trung thu. Có nhiều chỗ ở Sài Gòn mình bây giờ là mua một là tặng ba rồi. Rồi ở đây thì em mời cô bác anh chị quẹo qua đường Nguyễn Hữu Thọ nha. Đây cái chợ. Thôi ở đây thì em sẽ đi thẳng đi. Quẹo qua thì cô bác anh chị thấy nhiều rồi. Bây giờ em đi thẳng này. Đi thẳng ở đây thì chúng ta sẽ mon men theo cái rạch này. Đó, cái rạch này chúng ta, cái rạch này là một cái nhánh từ rạch Địa chạy vào. Ở đây là cái khu dân cư, cái khu xóm lụp sụp đó cô bác anh chị. Nó có những con hẻm lụp sụp. Và đa số là anh chị em công nhân đồ nhiều. Cái vị trí này thì trật tự đô thị người ta thường xuyên dẹp lòng lề đường đó, cho nên là bây giờ cô bác anh chị thấy cũng vắng, hơn nữa là cũng vừa mới mưa. Chứ bình thường mà nếu mà ngày nào mà không dẹp á thì đông lắm, chiều người ta bán tràn ra cả ngoài đường này. Nguyên cái con đường Lê Văn Lương này thì cô bác anh chị thấy người ta bán lề đường vỉa hè rất là nhiều á, nó không có bán trong chợ, mặc dù có cái chợ, một cái chợ Phước Kiện này. Ở đây còn có một cái chợ tạm. Xe rác của các bạn chị này, cái xe chở rác để lấy rác đó. Ở đây là người ta đã giao cái mặt bằng lại để làm cái cầu Rạch Địa đó. Cầu Rạch Địa ở đây là nối quận 7 với lại Nhà Bè nha. Bên này là đất Nhà Bè, qua bên kia là đất quận 7. Cô bác anh chị thấy cái đám mây to to phía trước không? Đó, đám mây đó là có thể là sẽ mưa. Ở đây ngày hôm nay thì người ta bắt đầu làm mấy cái chân cầu. Mời cô bác anh chị đi qua một cái cầu sắt. Đây là cái cầu sắt mà sát quận 7 nhất á. Cầu sắt lâu đời mục nát này. Đây là xe máy được đi. Đó, đèn xanh, đèn đỏ gì thì xe máy cũng được đi. Bên trái em ở đây có cái chợ gọi là chợ tạm Lạch Địa. Đó. Bên trái của anh chị mà thường ít người bán đồ ở trong lắm. Chợ tạm Lạch Địa đó. À. Chủ yếu em thấy là người ta bán dọc hai bên vỉa hè, dọc đường đi Lê Văn Lương không thôi. Nước bắt đầu đang lên. Rồi, mời cô bác anh chị đi lên cái cầu Rạch Địa này nha. Em chạy nhanh chút xíu cho xe phía sau ta đi qua. Bên này là đất quận 7 thưa cô bác anh chị. Đó, dọc theo hai bên đường thì người ta đã bàn giao cái mặt bằng hết rồi, bàn giao đất sạch rồi, gọi là đất sạch để mà làm cái cầu Rạch Địa ở đây. Ở đây thì em sẽ đi ra đường Lê Văn Lương đó thưa cô bác anh chị, ra Lê Văn Lương. Xin lỗi cô bác anh chị, ra đường Lê Văn Lương ra Nguyễn Văn Linh.
Lê Văn Lương và ra Nguyễn Văn Linh. Xe cam sành đó 15.200 hả? Dạ. Nhưng mà cam em thấy vàng héo hết rồi. Bên này là quận 7 đó các bác anh chị. Đây có lẽ là cái khu xóm nghèo nhất của quận 7. Nó nằm một miếng ở bên đường Nguyễn Văn Linh này, rồi giáp ranh với Nhà Bè. Cái khu này nó lụp xụp lắm, nhưng mà có lẽ em nghĩ đất ở đây là đất quy hoạch hết rồi, người ta không có cho xây dựng á. Giống như khu Thanh Đa của bác anh chị thấy không, 30 năm hơn và người dân đâu có được xây dựng đâu, người ta quy hoạch treo đó hoài, cũng không có làm mà cũng không có bỏ. Người dân nhiều khi có tiền người ta cũng không xây được, ta muốn bán để đi nơi khác cũng không bán được, đâu có ai dám mua đâu bán. Mà nằm trong diện quy hoạch thì công chứng sang tên rồi gì không có được là hay sao á. Đó, đây là em đi ra đường Nguyễn Văn Linh. Chúng ta quẹo phải sẽ đi đường Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Linh ngay cái ngã tư đó đó. Bây giờ là cái giờ tan ca của Sài Gòn, xe cộ thường rất là đông. Những cái ngã tư mà người ta đang làm công trình ở như thế này thì sẽ hay bị kẹt xe, thành ra là buổi sáng ở đây rất là vất vả này các bác anh chị. Sáng ở đây là hầu như là đi không nổi luôn á, kẹt. Hồi sáng nay rất là kẹt luôn. Đường xá thì nó xấu. Đó. Ở đây mà quẹo phải thì chúng ta lại về Nguyễn Hữu Thọ nha, về Nhà Bè hướng khu công nghiệp Hiệp Phước ấy. Chiếc xe đẹp quá. Honda Goldwing. Goldwing này chuyên cơ mặt đất. Nghe tiếng bô là mê rồi. Nghe nói chiếc này cũng đắt tiền thưa các bác anh chị, có lẽ là chắc là tỷ bạc quá. Chiếc Goldwing này tỷ 2 tỷ 3 gì đó, nó bằng một chiếc giống như Mazda CX-5 hơn. CX-8 như chơi. Đây có bánh trung thu Đại Hà Giáng này. Có bánh trung thu Đại Hà Giáng. Em tính quẹo một chút ở đây, nhưng mà chỗ này mà quẹo là đi xuống dưới rồi mới quạnh lên lại là lâu lắm luôn á các anh chị. Đó, ở đây quẹo trái là để các anh đi qua Lotte nha. Rồi trái là qua Lotte quận 7. Xe ở đây sàn xe công rồi chạy không à, khá là nguy hiểm. Rồi đèn xanh rồi. Thôi, chạy ở đây em đi thẳng con đường Nguyễn Văn Linh này xuống hướng Phú Mỹ Hưng đi. Toàn là lô cốt rồi không á, các bạn chị thấy không? Cảnh sát giao thông họ đang bắt mấy cái xe chở đất đá, chở xe ba gác, xe lôi, xe kéo rồi đó, bắt hết luôn. Phố xá một cái buổi chiều tan ca ở Sài Gòn, ở khu vực Nhà Bè quận 7. Hướng này là vừa xuống Phú Mỹ Hưng. Trời thấy mây như thế này không có dám cởi áo mưa á các bác anh chị, mà nóng quá. Quá trời nóng luôn.
em chạy thẳng thẳng một chút xíu cái con đường Nguyễn Văn Linh này, cập nhật một chút cái hình ảnh của mấy cái nhà mặt tiền ở đây gửi đến cô bác anh chị nha. Lâu rồi không có về đây, không biết cái tình hình kinh doanh buôn bán lấp đầy chỗ trống rồi như thế nào. Trời đen thui luôn, nên là em không dám cởi áo mưa là vậy đó. Nhưng mà thú thật với các bác anh chị, nó nóng quá, để em cởi áo mưa ra. Nóng như thế này thì làm sao mà quay được. Chừng nào mưa tính tiếp. Đó, vậy nhà mặt tiền ở đây kinh doanh buôn bán như thế nào? Mưa nữa rồi sao? Ồ, quá trời, nhà ở đây cũng chưa có cho thuê được. Không có mấy anh chị. Người ta giữ, người ta làm cái bãi giữ xe ở dưới. Đó, quá trời luôn. Nhà ở đây cho thuê chắc em nghĩ cũng khoảng chừng 30 triệu một tháng, 30-40 triệu một tháng, tùy diện tích, vị trí nữa. Có những hạt mưa rồi, hạt mưa thật là to nữa, có thể là chuẩn bị mặc áo mưa luôn đó cô bác anh chị. Trời tối thui mà thấy cảnh vật nó như thế này nó còn ảm đạm hơn nữa. Wow, một dãy luôn nè. Các anh chị thấy không? Một dãy nhà. Đây. Nhìn thê thảm cho cái tình hình của Sài Gòn mình hiện nay. Đó. Đôi khi thì cũng cập nhật một chút gửi đến cô bác anh chị để chúng ta biết được cái công việc làm ăn kinh doanh của Sài Gòn mình trong những cái tháng cuối năm này. Mặc dù là cũng trải qua mùa dịch là cũng 2-3 năm rồi ha, nhưng mà cái tình hình đó, nhà kinh doanh cho thuê rất nhiều. Phú Mỹ Hưng đây, đó em đi ở phía ngoài những cái con đường chính thôi. Vào bên trong thì còn những cái con đường phụ khác. Đó, đây có một bé nhỏ. Đó. Rất là nhiều hình ảnh của Sài Gòn mình ngày hôm nay như thế này á, thưa các bác anh chị. Trời mưa tiếp à, chắc là em phải mặc áo mưa nữa ha. Vừa mới cởi ra. Mưa giờ cũng to đó. Thiệt tình. Nóng quá đổ mồ hôi. Theo như kinh nghiệm cho thấy bao nhiêu năm dầm mưa dày nắng rồi Sài Gòn, cuối cùng cũng bắt buộc phải cởi và mặc.
như thế này là chiều tan ca đi đứng đi lại ở đây rất là khó khăn các bác anh chị. Cái nút này phải không? Ai rồi cũng sẽ phải mặc áo mưa thôi. Rồi em mời các bác anh chị đi một chút xíu nha, bên này thôi, không phải bên kia, có thể qua Crescent Mall, chúng ta đi về hướng Phú Mỹ Hưng, hướng về hướng chợ Tân Mỹ đó. Đây là đường Nguyễn Đức Cảnh giao với Nguyễn Văn Linh nè các bác anh chị. Đó, nhiều nhà ở Phú Mỹ Hưng ngày hôm nay vẫn trong cái tình cảnh không có cho thuê được. Các bạn anh chị nghe tiếng mưa rơi không? Chiều hôm nay một buổi chiều thật là trầm lắng. Tại vì cái không khí nó bị mây che nó. Mây che tối tối mình nhìn thấy nó rất là trầm lắng. Đó, mấy cái nhà cho thuê, đó. Bệnh viện thú y và mấy cái nhà cho thuê sát bên. Trời mưa bong bóng phập phồng. Phía trước là em thấy mưa đang to lên đó, to lên dần. Đây. Mời cô bác anh chị nghe tiếng mưa rơi trong một buổi chiều có thể nói là ảm đạm của Sài Gòn, khu vực quận 7 Nhà Bè. Shop house ở dưới này thì đang rất là trống vắng. Cô anh chị nghe tiếng mưa rơi không? Lộp độp rất là đã luôn. Wow. Đó, nhà cho thuê nè. Wow, mưa to quá trời luôn nè. Đây là đi vào trong nội khu Phú Mỹ Hưng rồi. Em quẹo trái lại thôi. Rồi, mưa mù mịt luôn á, có bác anh chị. Đây, nhà cửa cho thuê trong cơn mưa đó. Rất là nhiều nhà cho thuê như thế này thưa các bác anh chị. Ôi mưa to quá. Không thấy đường chạy luôn. Ngu chơi.
đó là đường Nguyễn Văn Linh các bác anh chị, dòng xe đang chạy về hướng của khu chế xuất Tân Thuận. Biết nói gì đây, mưa to quá. Mát thiệt luôn của bác anh chị à, cũng lâu rồi em chưa có dầm mưa một trận như thế này ha. Hôm nay có cái cơn mưa, dầm mưa một trận coi. Đó, nhà cửa chưa đâu vào đâu. Còn cho thuê nhiều lắm à. Quá trời của anh chị, để trống. Rồi, em đi tới chợ Tân Mỹ thôi, hướng về chợ Tân Mỹ thôi. Mưa không có gió. Những cái nhà mà cho thuê không được thì xác định từ giờ tới cuối năm, coi như là thôi thì bỏ luôn một năm. Cuối năm ta làm lại từ đầu, qua năm mới làm lại từ đầu. Dòng xe đang rất là vội vã chạy trên con đường khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng. Mù mịt luôn. Hôm nay em đoán đúng à. Lúc này đoán đám mây này có thể sẽ mưa là đúng y bài luôn. Ở đây là cái showroom của Mẹt ở Phú Mỹ Hưng các anh chị. Đó, đây là em lên cái tới cái qua cầu này, tới khu vực Crescent Mall, cầu Ánh Sao đó, hướng về chỗ đường Nguyễn Lương Bằng. Độ rất mưa rất là lớn các anh chị, mù mịt ở phía trước là hầu như là rất là khó thấy luôn á. Tối đen cả bầu trời, có anh chị thấy không? Đó, qua đây là tới Crescent Mall nè, bên phải của em là cầu Ánh Sao. Ồ, có gió nổi lên ở ngay cái vị trí này, nó tạt này, có anh chị thấy nó tạt không? Wow, lùa này. Đó. Nước chiều cường đang lên nữa. Rồi, ở đây là bên tay phải của em là Crescent Mall đó. Tới đường Nguyễn Lương Bằng thì em sẽ hướng về chợ Tân Mỹ đây. Wow, mù mịt luôn. Đeo kính hay đeo đồi không thấy gì hết trơn trời. Wow. Gió mạnh nữa các anh chị. À, các anh chị em dừng lại các anh chị xem này. Trời ơi, cái lùa này. Ghê quá, ghê quá. Đó. Chỗ này chắc Crescent Mall cho nên gió lùa mạnh. Trời ơi. Thấy ghê không các anh chị? Gió mạnh quá, thấy sợ quá. Cây nó nghiêng kìa. Ui trời ơi. Sao đây, chạy đi đâu đây? phát mấy cái chỗ này đi, mấy gốc cây này thấy ghê quá. Đó, gió nó thổi mấy cái cây này. Ô trời ơi, mù mịt Phú Mỹ Hưng luôn.
Em vô đây nha, vô đây để mà mình quẹo qua huyện Lương Bằng. Gió nè. Ôi trời, trời trời trời. À. Ôi trời trời trời, thổi bay luôn. Sấm chớp nữa. Đó, giờ mới thấy trận cuồng phong cho cái buổi chiều tan ca này nè. Ở đây em sẽ quẹo bên tay trái nha, đi ra huyện Lương Bằng. Không thấy đường chạy mà xe cộ không biết người ta thấy mình không, chứ em không thấy người ta rồi đó. Gió nó lùa. Cũng sợ, chạy mấy cái khu này cũng sợ. Rồi ở đây là đường huyện Lương Bằng. Hôm nay làm mấy cái clip mưa gió luôn, mời cô bác anh chị đi dạo. Bên phải thì chúng ta về hướng Phạm Hữu Lầu á cô bác anh chị. Còn bên trái thì chúng ta chạy lên hướng chợ Tân Mỹ này, à, chỗ này bớt mưa. Mù mịt luôn, ghê. Mưa còn to lắm á. Ở đây thì có mấy cái tòa nhà nó trắng lại bớt đó cô bác anh chị. Rồi em quẹo trái nha. Gió thổi, gió thổi. Ở trên trung tâm Sài Gòn cô bác anh chị thấy chưa? Bây giờ em hướng đi lên trên đó đó. Thấy là nó rất là tối tăm mặt mày rồi đó. Rồi Phú Mỹ Hưng ngớt mưa. Ở đây vào phải thì chúng ta ra khu chế xuất Tân Thuận luôn, dọc theo đường Nguyễn Văn Linh này. Có đầu xe ha, kẹt cứng. Rồi và chắc là ở ngay cái vị trí này thì em cũng sẽ tạm dừng các clip của mình. Xe đang kẹt cứng đó các anh chị. Ồ, gió thổi, gió thổi. Bây giờ em sẽ đi qua hướng của trung tâm Sài Gòn. Mà bây giờ đi đường Trịnh Minh Thế các anh chị là Nguyễn Tất Thành á là tiêu nha, giờ mà đi đường đó là tiêu á, đường đó không tài nào đi được giờ này đâu. Xe bây giờ bắt đầu sẽ dồn lại 2-3 tuyến rồi. Đó, chạy thẳng, chạy ngang tùm lum hết, giờ kẹt xe lắm á, xe công xe đồ họ chạy quá trời mình cũng ớn. Kẹt cứng rồi nè, đèn đèn xanh đi thẳng nhưng mà đâu có đi được đâu. Xe hơi rồi đang đứng chôn chân ở đây. Rồi em xin kính chúc quý cô bác anh chị và các bạn một ngày tràn đầy niềm vui và bình an. Hy vọng những cái hình ảnh này cô bác anh chị có cái dịp tắm mưa cùng với em cập nhật một vài cái thông tin, cái tình hình làm ăn kinh doanh ở đây rồi thì mình đi thôi chứ biết làm sao giờ. Mình đang xe vướng quá mà. Rồi ngập rồi. Rồi em xin tạm dừng các clip ở đây, bye bye. Khu này về chợ Tân Mỹ đó các bác anh chị, vào đường Nguyễn Thị Thập nha. Quá trời mưa gió luôn. Kiếm cái chỗ nào đứng tấp vào để trú mưa một cái là mới đi nữa đó các bác anh chị. Chiều nay thì em combo mấy cái clip mưa quá.
cái tình hình mưa như thế này ngập nhiều nơi đây, mưa mà to mà lâu là ngập. Đó, ở đây nè, huyện Động Chi, Động Chí vậy nè, quá trời nước rồi nè. Trung tâm Sài Gòn mưa to. Giờ quận 7, đất đai quận 7 bây giờ cũng luống sâu ngập nước, mưa chặn lời. Khỏi đi về luôn, mập tâm lum hết các bạn chị. Qua khỏi chỗ này chút xíu. Bà đang chùm đồ á, đang chùm đồ á. Đang cột lại á các bạn chị. Không? Nước này. Wow. Đây vô chợ Tân Mỹ á. Em kiếm gốc cây nè, em đứng đây. Rồi, em xin tạm dừng các clip. Bye bye.